chào cả nhà yêu dấu của mưa. Nay chúng ta tiếp tục khám phá phần tiếp theo ơn Chaman Gidie. Lần này không thể ngờ được chính con gái Yuta là ánh sáng. Cô bé có khả năng dịch chuyển tức thời. Yuta chứng kiến con có khả năng đặc biệt tí thì ngất trên giàn quất. Tay con bé còn nóng bất thường nữa. Đây chính xác là các biểu hiện của một ánh sáng rồi. Gen thông báo xác nhận cô bé chính là ánh sáng. Giờ đây nó sẽ là mục tiêu tấn công của lũ quái vật dị hậu. Bố là ơn Chaman làm sao có thể để con gặp nguy hiểm. Nhưng vấn đề họ cần quan tâm hơn cả bọn quái thú là tên cây kia. Tại trụ sở phòng thủ không gian bọn họ cũng không tìm thấy thêm thông tin gì từ cây. Những tài liệu về hắn đều là một ẩn số. Sau khi suy luận một thời gian, nhóm Jiku biết được là mỗi khi Kaiju xuất hiện tên cây sẽ ở gần đó. Trong khi ơn Chaman ghi chiến đấu, Lai Ha cùng Yuta sẽ truy tìm cây. Họ hiểu hơn hết tên này có liên quan trực tiếp tới Belial. Mục tiêu của cả nhóm là bắt sống hắn ta. Lai Ha nghĩ ra một cách có thể bảo vệ con của Yuta. Họ đưa cô bé tới trụ sở của Gem. Nơi đây có vẻ sẽ an toàn hơn bên ngoài. Jiku mang Han ra chơi với cô bé nhưng nó sợ quá chạy mất dép luôn. Cô bé dịch chuyển quay lại công viên. Mặc dù đã được bố trấn an nhưng cô không hề muốn đến đó. Yuta suốt ngày đi làm không có thời gian chơi với con. Cô con gái bé bỏng chỉ muốn được cùng bố chơi ở công viên cả ngày mà thôi. Câu nói này như cứa vào trái tim của người làm cha. Sau khi được Lai Ha khuyên bảo, cô bé cũng đành nghe lời quay trở lại căn cứ. Lần này cô bé không còn sợ hãi trước Han nữa. Han cùng cô bé đã hoàn toàn trở thành hai người bạn. Jiku cùng Yuta không hiểu Lai Ha đã thuyết phục cô bé bằng cách nào hay vậy. Lai Ha tiết lộ đây là bí mật. Ba người đang nói chuyện rôm rả thì Gem cảnh báo quái thú xuất hiện. Con Kaiju bắt đầu hành trình phá hoại của mình. Nó đang cố gắng đào sâu xuống dưới lòng đất. Không cần nói, ai cũng biết mục tiêu của nó chính là căn cứ này. Tại thư viện, Moa đang tìm hiểu thêm thông tin. Cô phát hiện thấy ra phải nhà Lai Ha. Bên này, nhóm Jiku đã tiếp cận thành công con quái vật. Ơn Chaman ghi biến hình. Cuộc chiến giữa siêu nhân Điện Quang và con Kaiju chính thức bắt đầu. Bên dưới, Gem thông báo cho Lai Ha biết một con Kaiju khác đã xuất hiện. Lần này, ơn Chaman Zero sẽ ra tay trừng trị nó. Trước đó, hai người quyết tâm song kiếm hợp bích hạ con này trước đã. Con Kaiju đang yếu dần lên, ơn Chaman ghi giao lại cho tiền bối lên đường xử con sừng đỏ. Lai Ha nghĩ rằng cây chỉ ở gần đây nên đã lên đường tìm kiếm. Cô bé bên này cũng đột nhiên biến mất trước mặt Han. Ơn Chaman Zero không muốn chơi đùa nữa, anh biến hình thành dạng ơn Chaman Zero Beyond. Nhân vật phụ chỉ là nhân vật phụ. Sau một hồi chơi đùa cùng con quái vật nửa mùa, Zero đã thành công hạ gục nó. Nhiệm vụ của đàn anh đã xong, giờ đến được đàn em. Bên dưới, Lai Ha ngạc nhiên khi thấy con của Yuta đi theo mình. Cô bé không hề sợ hãi, nó chỉ lo cho sự an toàn của Lai Ha. Lai Ha không thể quay về được, đây chính là cơ hội của cô. Bên dưới nói thì cứ nói, bên trên vẫn đang hì hục đánh nhau. Nhưng nhật vật phụ làm gì có cửa ăn, nhân vật chính Jiku thành công tiêu diệt con quái vật sừng đỏ. Có vẻ như bên trong Lai Ha đang tồn tại một bí mật nào đó khó thể nói lên lời. Cô bé muốn ngăn Lai Ha lại nhưng không được. Ánh sáng trong người cô hướng về phía ơn Chaman Gin cùng với lời nhắn hãy ngăn cản chị Lai Ha lại. Ánh sáng lần này chính là capsule ơn Chaman Zero. Phía dưới, Lai Ha đã giáp mặt cây. Lúc này bé gái mới kể lại những gì Lai Ha đã kể cho cô. Ngày xưa Lai Ha cũng là một ánh sáng. Con quái thú sừng đỏ đã tấn công sát hại cả gia đình cô. Lai Ha không muốn con gái của Yuta cũng như mình. Hơn nữa, cô đã từng thấy lũ quái thú biến trở lại thành hình dáng con người, chúng không phải là quái vật. Cô là người căm ghét cây hơn bất kỳ ai. Một gia đình êm ấm cứ thế mà biến mất vĩnh viễn. Con quái vật trở lại hình dáng ngay trước mặt Lai Ha, đó dường như là một ký ức cô không thể quên. Giờ đây cô có thể trả thù mối hận năm xưa.
Lai Ha lao tới tấn công cây nhưng không ăn thua. Một lần không được thì thêm lần nữa. Sau một hồi tấn công liên hồi, cô đã giành thế chủ động. Từ xa mọi người cũng đã có mặt. Khác với cô gái cứng rắn bên trong, Lai Ha đã bị tổn thương sâu sắc. Mối thù đã ghim trong trái tim cô suốt 6 năm qua. Khi cô giơ thanh kiếm lên định kết thúc hắn, đột nhiên một ánh sáng phát ra. Yuta lao tới cũng bị rào chắn ngăn cản. Ultraman Zero nhận ra đó chính là Stone Seijin. Cứ thế tên cây rời đi trước sự bất lực của mọi người. Đây là lần đầu tiên Jiku thấy Lai Ha như vậy. Từ phía sau, Moa cùng sếp mình đang theo dõi mọi thứ. Gen công bố cơ thể Lai Ha không hề có ánh sáng, dường như nó đã bị biến mất vì một lý do nào đó. Jiku hỏi lại lý do lúc đó Lai Ha không kết liễu tên cây. Lúc đó một giọng nói đã vang trong đầu Lai Ha, nó kêu cô hãy dừng lại. Điều đó khiến cho cô do dự trong chốc lát. Jiku cũng cho rằng điều đó là tốt cho Lai Ha. Họ không biết ai đứng sau giọng nói đó. Bên này, cục điều tra không gian đã mời tới một chuyên gia. Moa nhìn cô gái ngây ngố này thì lại không cho rằng như vậy. Cô ta có khả năng đọc tâm trí các kaiju. Nhờ đó mà giải được vô số bài toán hóc búa. Vừa nói xong, một con kaiju khổng lồ xuất hiện. Cô sử dụng sức mạnh của mình tấn công con kaiju, nhưng có vẻ khoảng cách quá xa nên nó không phát huy công dụng. Con quái vật cứ thế chui xuống lòng đất. Nhưng họ không phát hiện tín hiệu của ánh sáng. Con kaiju càng ngày càng đâm sâu xuống lòng đất. Không có quái thú, Sakoto đành đi hẹn hò. Ai ngờ Moa cứ bám theo như rồi khiến cô vô cùng khó chịu. Đang đi trên đường thấy trai đẹp, ngại gì không nhảy vào làm quen. Anh trai thấy Sakoto đẹp đành đồng ý luôn. Ai ngờ cô có khả năng đọc suy nghĩ của người khác, biết được anh đã có bạn gái. Thất bại keo này ta làm keo khác. Sakuto không ngờ xung quanh cô toàn người bịp. Moa phải ra ngăn cản, không thì lộ danh tính người ngoài hành tinh của cô mất. Không chỉ mình Sakuto cô đơn mà Moa cũng thế. Nhờ sức mạnh của mình, cô biết được Moa đang yêu đơn phương. Cô muốn Moa đưa mình đi gặp người mà cô thích. Thế quái nào đó lại là ông chú quán tạp hóa. Sakuto nhờ sức mạnh của mình biết được chú ấy cũng thích Moa. Đang nói chuyện thì Jiku tiến tới. Sakuto tiết lộ Moa cùng ông chú tạp hóa thích nhau khiến hai người hú hồn. Nghe thấy thế, Moa phải chạy thật nhanh tới đính chính. Sakuto giới thiệu mọi người cô đến từ hành tinh Seiji. Không ngờ rằng Sakuto biết được Jiku là người ngoài hành tinh. Cô không hiểu được lý do tại sao cậu lại nói dối thì từ đằng sau Lai Ha xuất hiện. Sakuto hỏi lý do hai người sống cùng nhau là gì. Jiku chỉ hồn nhiên nói rằng đó là do định mệnh. Nghe xong câu này, Moa có vẻ choáng váng mặt mày. Từ sau, bố con Yuta cũng có mặt. Con gái Yuta ước mơ sau này sẽ có một hoàng tử xuất hiện trong cuộc đời cô bé. Nhưng Sakuto đã dập tắt ước mơ đó và coi đó là nhảm nhí. Cô không hiểu được lý do tại sao mọi người lại nói dối về điều đó. Nhưng nhiều lúc lời nói dối lại là điều vô cùng tốt đẹp, thứ mà cô không tài nào hiểu được. Moa cùng Jiku đang chém gió thì tổng bộ gọi điện. Thế quái nào nhân viên bảo hiểm đi làm nhiều thế nhỉ? Phía này, con quái vật đã quay trở lại. Nó tiếp tục công việc phá hoại mọi thứ của mình. Vì nó di chuyển lên Sakuto không tài nào đọc suy nghĩ của nó được. Từ đằng sau, vô tình Jiku nhìn thấy mọi việc. Nhờ Gem mà Jiku biết được tới cục điều ra không gian cũng như hành tinh của Sakuto. Anh biết được họ đang coi Ultraman Gin như một mối đe dọa đến trái đất. Sakuto cố gắng lại gần đọc suy nghĩ con quái vật nhưng không thành công. Nó bắt đầu giận dữ tấn công cô cùng Moa. Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Ultraman Gin xuất hiện cứu hai người. Trước khi Jiku biến hình đã bị Moa phát hiện. Nhờ đó cô biết được Jiku chính là Gin, người mà cô cần điều tra. Trước mắt Jiku cần hạ gục con điên kia đã. Thế quái nào khi anh lại gần, nó lại ôm hôn thắm thiết. Mồm nó thối quá, anh đành đẩy ra. Ai ngờ con quái vật còn chơi đùa anh. Mày thích trêu không, Ultraman Gin dùng các xun chuyển dạng Gin Arco Smasher. Anh dùng sức mạnh thuần hóa của Cosmos lên người nó nhưng không có tác dụng. Con quái vật áp đảo Gin hoàn toàn. Thấy đàn em bị bắt nạt, Ultraman Zero biến hình liền. Sakuto nhờ sức mạnh mà cô biết rằng con quái vật không thể quay lại hành tinh của mình được. Nó vô cùng cô đơn giữa trái đất bao la. Khi hai Ultraman đang chuẩn bị tấn công con kaiju thì Moa ngăn lại. Cô nghĩ rằng con quái vật chỉ đang bị mất bình tĩnh chứ không hề có ác ý. Hai anh em Ultraman liền tiến tới trìu mến ai ủi con kaiju ngốc nghếch. Sau một hồi nó khóc như máy bơm luôn. Nhờ đó họ biết được nó mới chỉ là một kaiju nhỏ tuổi. Thế quái nào con kaiju này lại đang thất tình. Thấy nó đang buồn, hai Ultraman còn trêu nó giật xét cái một. Cuộc tình đơn phương của con quái vật chỉ có Moa là hiểu. Đơn giản vì cô cũng đang yêu đơn phương.
Sau một hồi dùng loa thuyết trình về tình yêu đơn phương dài 100 cháp thì con quái vật đã bình tĩnh trở lại. Ultraman Zero quyết định ra tay giúp nó quay về hành tinh. Anh biến hình dùng sức mạnh của mình tiễn nó đi một đoạn mà không hề lấy phí ship. Hai con Kaiju đực và cái gặp lại nhau ôm hôn thắm thiết. Nhiều anh em viewer còn không bằng con Kaiju nữa, buồn ghê. Jiku đi đến gặp Moa xin lỗi cô vì đã giấu thân phận, nhưng Moa không hề trách cậu, cô cho rằng mình chưa hề nhìn thấy gì hết. Jiku vẫn chỉ là Jiku mà thôi, cô không hề biết Ultraman ghi gì hết. Sự thật thì mình vẫn không biết Moa thích Jiku hay ông chú tạp hóa. Mọi người có thể comment cho Mưa biết nhé. Giờ đây Sakuto mới biết rằng lời nói dối nhiều khi không hề tệ như cô nghĩ. Hai chị em tươi cười trở lại như bình thường. Bên này Zen đang theo dõi Zuta. Anh ta đã biết được thân phận của Zero nhờ huy hiệu Ultraman. Phần phim hôm nay đến đây là hết rồi. Cả nhà nhớ like cũng như nhận xét phim cho Mưa nha. Hẹn gặp lại cả nhà vào ngày mai.